Thưa khán giả, sáng nay ngày 6 tháng 9, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo điều hành các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và nghe báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 8 tháng năm 2024. Cùng dự hội nghị còn có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các địa phương, các nhà thầu dự án. Tại cuộc họp, các sở ban ngành liên quan báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện các công trình dự án trọng điểm trong thời gian qua, báo cáo những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình dự án trọng điểm và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Theo báo cáo từ Ban Quản lý Dự án 2, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đến nay giá trị thực hiện đạt trên 413,4 tỷ đồng, đạt 4,49% giá trị hợp đồng, chậm 11% so với kế hoạch. Theo đánh giá chung, việc triển khai xây dựng dự án còn chậm so với tiến độ đề ra. Nguyên nhân do nhà thầu chưa có phương án chuẩn bị cụ thể về vật tư, nhân công và máy thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Công tác giải phóng mặt bằng tại các huyện hiện vẫn còn một vài hộ dân chưa nhận tiền hỗ trợ bồi thường. Việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật còn chậm. Đối với dự án tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây với chiều dài toàn tuyến khoảng 56,6 km, có điểm đầu kết nối với tuyến quốc lộ Quảng Lộ Phụng Hiệp, thị xã Ngã Năm, điểm cuối tại phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Dự án này đã thi công xây dựng đạt trên 69% giá trị hợp đồng, còn chậm khoảng 8% so với kế hoạch. Năm 2024, dự án được bố trí vốn trên 451,7 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân trên 94,6 tỷ đồng, đạt 20,9% kế hoạch. Theo cam kết với chủ đầu tư, dự án cơ bản thông tuyến vào cuối năm 2024 và tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng vào quý 2 năm 2025. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng và ổn định các công trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Văn Lâu đề nghị chủ đầu tư phải thường xuyên bám sát công trình, kiểm tra quá trình thi công của các nhà thầu, kiên quyết lập biên bản từng gói thầu nếu phát hiện vi phạm hợp đồng so với cam kết. Các sở ngành và các địa phương có liên quan phải phối hợp giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, quan tâm đến các khu tái định cư để có chỗ cho người dân di dời vào ở, khẩn trương di dời hạ tầng kỹ thuật của ngành điện. Đối với các nhà thầu thi công, phải xây dựng tiến độ chi tiết, đảm bảo tiến độ theo cam kết. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp các sở ngành, nghiên cứu và đề xuất giải pháp cung ứng vật liệu san lấp, đảm bảo tiến độ dự án để giải quyết khó khăn về nguồn cát cho dự án trong thời gian sớm nhất. Bây giờ tới cái giai đoạn sau thì chỉ còn trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư về công tác giải phóng mặt bằng, về dưới trời hạ tầng kỹ thuật, về cái nguồn cát đã chuẩn bị các đồng chí rồi. Thì bây giờ về trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư thôi. Bây giờ có cát rồi thì trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư phải khai thác cát này như thế nào để đưa về công trường, chứ không phải trách nhiệm này của chính quyền nữa. Nhưng mà ở đây phải đi kiểm tra, rồi phải đi nắm tình hình, thậm chí đi xem từng tàu có đảm bảo hay không cho các đồng chí. Quan tâm đến mức nhỏ nhất luôn cho các đồng chí. Nhờ các nơi để hỗ trợ giúp, mà trong khi đó các đồng chí có những nhà thầu tôi thấy còn trách nhiệm chưa cao lắm. Nhắc đi nhắc lại mà các đồng chí cứ chây ì. Cho nên rất mong nhà thầu trong thời gian tới, trách nhiệm đã cam kết hôm nay rồi thì cố gắng phải lên tiến độ từ đây đến cuối năm phải đạt. Nếu đã cam kết rồi mà các đồng chí không thực hiện đúng thì tôi đề nghị chủ đầu tư các đồng chí phải xử lý theo quy định để nâng cao trách nhiệm. Vì cái chung bây giờ đề nghị là giám sát báo cáo thường xuyên hàng tuần về chủ đầu tư phải thường xuyên đi xuống công trường để kiểm tra nắm tình hình, và từ nay đến cuối năm Ủy ban dân tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra cái tuyến cao tốc này. Cho nên rất mong các nhà thầu chủ đầu tư phải quan tâm, cái vốn còn rất là lớn, nếu như các đồng chí không tính toán kỹ là không thể giải ngân hết vốn của năm 2024. Cho nên đề nghị chủ đầu tư phải theo dõi sát sao, không đúng cam kết thì thôi cắt để giao cho nhà thầu khác, chứ không để tình trạng này kéo dài. Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, tỉnh có tổng kế hoạch vốn đầu tư công triển khai là trên 7.457,7 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao trên 6.654 tỷ đồng,
đến ngày 31 tháng 8 năm 2024 đã giải ngân trên 2.341 tỷ đồng, đạt 35,18% kế hoạch. Nguồn vốn tỉnh giao bổ sung trên 151 tỷ đồng, giải ngân hơn 26,6 tỷ đồng, đạt 17,61% kế hoạch. Và vốn năm trước kéo dài thời gian thực hiện trong năm 2024 là trên 652 tỷ đồng, giải ngân hơn 191,2 tỷ đồng, đạt 29,33% kế hoạch. Theo đánh giá chung, tỷ lệ giải ngân đến nay còn thấp so với kế hoạch đề ra. Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn đề nghị tất cả các nhà thầu thi công khẩn trương tập kết vật tư, thiết bị, nhân công để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kịp thời nguồn vốn đã bố trí. Phải giải quyết dứt điểm khó khăn về nguồn cát san lấp phục vụ cho dự án cao tốc, phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng dự án tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây theo kế hoạch đề ra. Bây giờ cái cao tốc mình đó, nếu mà nói theo tiến độ thời gian theo 91 á, thì mình trễ một năm. Mà bây giờ cái áp lực á, là từ nay đến 6/25 là phải xong phần cát để còn thời gian gia tải. Và cái này là yêu cầu kỹ thuật, không có thể nào mà rút ngắn cũng gì được hết, không thể nào mà lướt qua gì được hết. Đó, đó là một bài toán các đồng chí phải tính. Từ nay đến tháng 6 25 là phải xong phần cát cao tốc. Từ nay đến 6 25 là Đông Tây là phải thông qua. Chào mừng đại hội. Vân vân các thứ. Thứ sáng tháng 6 25 mà không xong cái phần cát đó là cái phần gia tải là không được, rồi nó tới mùa mưa hay mùa của năm 2025 nữa thì chết nữa. Theo yêu cầu kỹ thuật vân vân các chứ. Cho nên tình hình rất là cấp bách các đồng chí. Rất là khẩn thiết các đồng chí. Giúp cho con quay lại với chú Tình nói rồi, làm đúng, làm vượt, làm tốt là có thưởng.